YouTuber chúng ta ai cũng muốn video clip của mình được ăn đề xuất. Tuy nhiên, nếu bạn xem đến hết video clip này, thì cho dù chúng ta làm YouTube bằng đam mê của mình, muốn chia sẻ giá trị cho cộng đồng, hay là chúng ta làm YouTube chỉ vì tiền, thì việc cố gắng ăn đề xuất bằng mọi giá sẽ cực kỳ có hại cho kênh. Đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông. Đây là nơi chút bầu tâm sự của cộng đồng Việt YouTubers tự hào sáng tạo. Đồng thời cũng là nơi Henry Fan cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của nền tảng YouTube. Em thấy có cái chữ share màu xanh, em share màn hình anh xem nào. Share màn hình anh. Đã được rồi anh ạ. Rồi, tập trái rồi. Rồi quay sang cái YouTube đi. Vào đây ạ. Dạ. Cái kênh Thái Bình Quê Lúa của em ấy là anh đang xem ấy, là chủ yếu là em quay những cái gì về nông thôn là em quay cái đấy anh ạ. Nhưng mà chủ yếu là về những cái món ăn đấy anh. Thì đầu tiên em làm YouTube này em cũng gọi là em cũng không biết là YouTube là cái gì đâu, em cứ kiểu là ở nhà em, ở gia đình em có nhiều người đi xa lắm, thì những cái ngày giỗ chạp các thứ này nọ là em đều quay để gửi cho mọi người thôi, để mọi người xem thôi. Xong là có nhiều người ấy bảo là thích xem, xong là xem nhiều ấy, thế là bắt đầu em mới đi tìm hiểu, xong em mới làm. Thì làm từ cách đây bao nhiêu lâu rồi? Em tức là nếu như mà để chú tâm vào mà bắt đầu mà làm ấy là từ cái đợt cách đây chỉ khoảng 1 năm thôi anh ạ. Còn trước đấy thì em cũng không biết là làm YouTube nó kiếm được tiền. Chú tâm vào khoảng hơn 1 năm nay một tí thì cũng chăm chỉ làm video. Nhưng mà hôm nọ xem một cái video chia sẻ của anh ấy, là anh nói là làm YouTube kiểu nghệ sĩ nó nhàn hơn là kiểu công nhân ấy. Nhưng mà em thì em với Như Khánh ấy, thì đợt đầu tiên là mới làm YouTube thì vào cái lớp của thầy Dương thì thầy hô hào là một ngày phải làm 4-5 video, tức là em lắc một tí. Tức là mình vẫn có thể làm được, nhưng mà em nghĩ là cái kiểu cái nội dung nó không được trong suốt, nó không được hay ấy. Một ngày làm một cái đã đủ chết rồi, chứ làm 4-5 cái thì làm sao mà ai người ta xem. Nhưng mà vẫn cứ phải làm, xong là kiểu là cái kênh mình nó theo cái dớp là 4-5 video từ ngày xưa đấy, em nghĩ là thế. Thì bây giờ là cứ dừng là mất view, mất sắp à. Nó kiểu như vậy. Dạ. Một ngày 4-5 cái, xưa bây giờ hiện tại vẫn một ngày 4-5 cái hả? Bây giờ thì em làm ít rồi, bây giờ em chỉ ngày chỉ cái hoặc là đến 2 cái là cùng đấy ạ. Nhưng mà bây giờ em chỉ muốn một tuần em làm 2-3 cái thôi. Chứ làm nhiều quá, thứ nhất là cái chất lượng nó không được tốt ấy. Thì em thấy là nhiều người nói là chất lượng nó không được tốt, thì mình muốn làm ít nhưng mà nó có chất lượng thì nó thích hơn. Đúng rồi, phát triển lâu dài thành kênh lớn triệu sub thì phải có chất lượng sự, nhưng không thể. Dạ, vậy nên là ngày xưa em nói chuyện với Khánh, em bảo giờ anh em mình cùng là đi làm công, tức là em vẫn đi làm công việc của em mà anh em liền. Xong là kiểu là việc gia đình nó cũng nhiều nữa, em có 3 đứa con lận. nên là nó cũng cả kê cả lên, nên là bảo sao. Nhưng mà em, chính của em là việc gì? Em làm bên ngân hàng ấy nhỉ. Em ngân hàng, nhưng mà kiểu ngân hàng là ở nông thôn thôi, tức là nó là cái hệ thống quỹ tín dụng của Đức ngày xưa đấy anh, ở quê mình gọi là quỹ tín dụng nhân dân đấy anh gì ạ? Không hiểu. Dạ, tức là cho vay tiền anh ạ. Dạ vâng, cho vay tiền, nhưng mà cho nông dân vay tiền thôi, chứ không phải là doanh nghiệp, chứ không phải là gì cả. Tức là nói chung là cái dư nợ của cái tổ chức tín dụng của em nó cũng thấp thôi, chứ nó không được cao. Xong là gia đình nữa, nên là, nhưng mà ngày xưa em cũng làm được một ngày 4 video trong vòng khoảng độ mấy tháng ấy. Vậy là cứ thức đêm thức hôm làm hả? Dạ vâng, em dậy sớm lắm mà trưa không bao giờ ngủ đâu mà. Bởi vì tính của em mà em đã quyết tâm thì em làm cho bằng được. Mọi người cứ bảo là em vừa đi làm xong là có 3 con nhỏ thì làm sao mà làm nổi một ngày một video, chứ đừng nói 4 cái. Thế mà cuối cùng em vẫn làm được. Nhưng mà em thấy là làm như thế thì nó cái chất lượng video của mình nó nhạt quá nhỉ, nó chẳng có gì cả. Nhưng mà mình chót theo cái gu đấy rồi, nên là bây giờ những cái kênh của mình nó cứ dừng lại là nó không có view ấy. Mình phải chấp nhận những chuyện đó, mình cứ phải giảm dần đi nhé. Dạ vâng. Mình bỏ bớt đi những cái view đấy, vì
muốn 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 tăng trưởng về số sắp, muốn tăng trưởng cái kênh nó phát triển thì bắt buộc phải đi theo chất lượng. Dạ vâng. Okay. Nhưng mà bù lại thì mình nghiên cứu dữ liệu trong kênh này nọ, xong rồi mình xem những cái điểm dạ. là lợi thế của dạ. kênh mình nhé. À, rồi mình tập trung khai thác vào cái chủ đề đề tài đó, cái gì mà cái lượng khán giả hiện tại của mình có sẵn mà người ta ưa thích, cho mình làm tập trung vào đó, từ đó mình phát triển ra. Thực ra em cũng muốn tâm sự thật với anh là kênh của em thì nó ở nông thôn, mà ở em thì ở tỉnh Thái Bình, mà thì em làm quay cũng nhiều thứ lắm, em cũng đi ra chợ rồi em quay, rồi tức là các bác các chú mà yêu cầu em quay cái gì ấy thì em quay cái đấy, tức là bảo đi ra chợ các quay các cái... Các bác các chú nào ở trong kênh hay là các bác các chú ở ngoài đời? Các chú ở trong kênh đi anh, ở tức là những người xem video ấy ạ. Dạ thì em thấy cũng có nhiều người kiểu là tức là người ta xa quê hương ấy, mà người ta kiểu là chưa có điều kiện để về quê, xong là người ta kiểu muốn xem những cái hình ảnh đấy, muốn ăn những cái món ăn đấy, nhưng mà rất là gì nó lại có một cái từ khóa nó ăn đề xuất là cái về cái món ăn thịt chó ấy cả, mà em thì lại không muốn quay cái đấy nhiều nhưng mà cứ dừng lại cũng vài hôm là mọi người bảo sao không quay mà trời nóng 30-40 độ cứ bắt em đi quay thịt chó, mà em bảo cái này thì nhiều người ta không thích. Thôi. Mà quay nhiều quá nó cũng không tốt. Đúng rồi. Dạ vâng. Thôi, thịt chó thì trước sau gì cũng phải không phải là con đường lâu dài được. Dạ vâng, đấy thì em cũng nghĩ như vậy. Mọi người cứ yêu cầu em là phải quay cái đấy, mà thực ra em có phải là nghiện ngập gì đâu em chỉ quay vậy thôi chứ em cũng không ăn mấy đâu, em chỉ ăn tẹo 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 thôi chứ. Mọi người cứ bảo là em ăn vậy thì hút kia các thứ, và vâng nói chung là cái việc mà thuật toán nó ngẫu nhiên, nó đề xuất từ khóa nào của kênh mình nó cũng khá là ngẫu nhiên, nhất là trong giai đoạn đầu này mình mới tìm dạ. hiểu cái việc đấy nó dạ. rất là ngẫu nhiên. Nhưng mà mình hoàn toàn có thể lựa chọn là mình có đi theo dạ. cái hướng đấy hay không. Nếu mà em xem vài cái video clip của anh rồi, cái clip dạ. mà anh vừa mới công chiếu em có xem không nhỉ? Em xem có xem đấy. Ờ đấy, thì đấy, cái giai đoạn đầu này nó rất quan trọng cho định hướng sau này của kênh. Dạ. Cái chỗ mà anh nói là đi quay phim cảm thấy vui vẻ hay là đi quay cảm thấy như đi làm ấy. Dạ. Là do lựa chọn bây giờ của mình. Dạ em hiểu. Cái việc mà thuật toán nó đề xuất thì không đề xuất cái này thì mình kiên trì theo đuổi cái khác thì nó sẽ đề xuất cái khác, không phải sợ. Dạ vâng. Mình sẵn sàng mình bỏ, chứ nếu không mình cứ đi theo mình cứ đi theo cái hướng ngẫu nhiên của thuật toán như thế, xong rồi nó dẫn mình vào toàn những cái chỗ gọi là dạ, những nội dung nó rẻ tiền, càng ngày càng rẻ tiền hơn, nhiều view hơn, rẻ tiền hơn, nhưng mà giá quảng cáo lại thấp hơn. Xong rồi trong cái quá trình mình làm việc mình không cảm thấy sướng, đúng không? Dạ, dạ. Em thử vào cái ô tìm kiếm thì em gõ cho anh cái từ này. Từ nào anh? Gõ vào ô tìm kiếm của YouTube ạ. Mật pet. Đấy, mật pet family đấy, cái hiện lên tìm kiếm đầu tiên. Click vào cái trang của người ta luôn ạ. Ừ, click vào trang của người ta luôn. Dạ dạ. Em thấy kênh này làm gì không? Kênh này làm về động vật. Làm về chó đấy. Dạ dạ dạ, nhưng mà lại không phải là ăn thịt chó mà lại nuôi chó. Không. Dạ dạ. Mình không? Dạ dạ. Mà cái bạn này ấy, ngoài cái kênh YouTube này ấy, thì bạn này còn có cả một cửa hàng thú cưng, cửa hàng bán dạ. chó ấy. Dạ dạ. Cái kênh YouTube này nó hỗ trợ để bán hàng rất là tốt. Sau dạ vâng. Cái cửa hàng đó lại tha hồ nhiều chó để mà quay nữa. Dạ dạ. Chứ ai lại đi quay ăn thịt chó làm gì, càng ngày càng đâm đầu vào cuộc đua. Thực ra em biết là nhiều người ta phản đối và em cũng không muốn làm, nhưng mà bây giờ kiểu là mình chưa biết chưa hiểu ấy, mọi người cứ yêu cầu là quay là em quay thôi. Chứ thực ra em muốn quay thịt chó quá nhiều như vậy em không, nhưng mà em cũng làm rất là nhiều những cái món khác, nhưng mà hình như là người ta cũng không thích lắm. Nhiều lắm, ở quê có nhiều thứ mà nó kiểu là nó hiểu là đồng quê anh ạ, à. Ấy rồi các thứ này nọ, gà vịt, nhưng mà người ta hình như cũng không thích lắm. Sao em không làm em làm một quỹ tín dụng nhân dân như thế, là em làm như nào, làm về em làm về tín dụng hay là làm về cán bộ cho vay hay là làm về cái gì? Em làm cán bộ cho vay anh ạ. Dạ. À, tức là em đi xét dạ. duyệt tình trạng của người ta như nào, rồi cho vay bao nhiêu tiền, lãi suất bao nhiêu phần trăm gì này nọ hả? Vâng vâng.
nhưng mà nó thực thể và cho nông dân vay nên là mỗi một món vay nó cũng ít đấy ở quê mà. Như những cái doanh nghiệp lớn ở trên thành phố hoặc là các thứ thì nó có thể là lên đến vài chục tỷ, nhưng mà chỗ em chỉ vài trăm triệu thôi một món, nếu là nhiều. Dạ vâng. Sao ông làm vlog về về quản lý tài chính cho người nông dân? Thật mà. Ví dụ như giải thích về thế nào là lãi suất này, giải thích cách đi vay tiền ngân hàng như nào, cách đi vay tiền quỹ tín dụng nhân dân như nào, cách quản lý tiền như nào. Dạ vâng. Thì những cái đấy thì em chẳng cần phải suy nghĩ gì, tìm đề tài tư liệu đâu, cứ bật camera lên là nói thôi. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ về cái này, hôm nay tôi sẽ khác, thay vì em đi chia sẻ về món thịt chó. Em hiểu không? Thì chia sẻ về quản lý tài chính. Cái đấy có nhiều cái để nói mà, ví dụ như tài chính khi bắt đầu mùa vụ mới như nào chẳng hạn. Mua hạt giống rồi các kiểu như nào, tài chính khi con đi học đại học như nào. Rồi tài chính khi đi đám cưới thì bỏ phong bì bao nhiêu tiền. Cứ bình thường thôi, nói chuyện như tức là những lúc mà người ta đến tìm em vay tiền đúng không? Người ta cũng đặt những câu hỏi đúng không? Người ta hỏi vấn đề này, hỏi vấn đề nọ các kiểu. Những cái rắc rối mà người ta gặp phải, những cái vấn đề mà người ta gặp phải, những điều người ta chưa biết trong cái công việc của em, thì đấy là khán giả đấy. Xong rồi em cứ mỗi câu hỏi như thế em làm thành một video đăng lên, chứ tội gì mà cứ đi tìm đâu cho nó xa, vừa có ích vừa có khán giả lại hỗ trợ cho công việc của em đấy, thấy không? Rồi quay trở lại cái kênh kia đi nào. Kênh của em Cái kênh đó là anh xem tab cộng đồng này. Tab cộng đồng có gì chưa? Có đăng cái gì đến tab cộng đồng chưa? cộng đồng đấy cũng toàn là thịt Từ chó với lại từ cả kéo kéo từ từ lễ từ hội. Dạ vâng, đây canh cua các thứ này nọ, đây hôm nọ cả gì gì cho Khánh cái này. quảng bá dung hả? Không, cái đợt mà Khánh, cái kênh của Khánh chưa có gì gì. Thì em đăng lên giúp gì? Vâng. Ok, tốt quá. Quảng bá Dạ. cho nhau như này rất là tốt. Rồi vào Dạ tab dạ. video anh xem nào. Video đấy. Thái Bình là nổi tiếng với thịt chó hả? Tức là bây giờ là ở quê em nó đang có cái dịch lợn đấy anh ạ. Mà ở quê em thì đúng là nếu như sống ở quê mới biết, nó cứ hễ có một cái việc gì đấy là người ta lại làm cỗ anh ạ. Là bây giờ nó cỗ nó phải triền miên các loại cỗ. Sao thể Đừng hiện có được cái tiền gì đấy là phải làm cỗ. cỗ đủ chết rồi, nên là mà bây giờ là cứ cỗ là người ta nghĩ đến thịt chó, là người ta làm cỗ bằng thịt chó, nhưng nó lại như vậy, nó kiểu là nó từ ngày xưa ấy nên mình. Em thử mà bấm vào sắp xếp theo phổ biến nhất anh xem nào. Thực ra thì cũng đâu phải, đấy là tại vì em nghĩ như nào chứ. Tại vì chắc là cái giai đoạn đầu tiên lúc nó bắt đầu bắt đề xuất thịt chó, thế là em cứ làm theo, thế là bây giờ em cứ nghĩ là nó phải theo thịt chó chứ. Anh thấy nhá, thịt mèo này, quán thịt mèo ngon nổi tiếng cũng nhiều view này, 48 bát tiết canh dê này. Tất nhiên là thịt mèo thì cũng đừng có làm, chó với mèo thì cũng như nhau. Dạ. Nói chung là nếu em muốn lâu dài, anh nghĩ là YouTube tắt kiếm tiền thì chắc là cũng phải là trong thời gian sớm là người ta tắt kiếm tiền cái nội dung này, nhưng mà trước sau thì người ta cũng tắt à. Dạ. Nó không có văn minh. Dạ. Tiết canh dê này cũng có nhiều view này, 316 ngàn này. Hai lúa Thái Bình, một mình một trâu này. Nông dân quê lúa mổ lợn làm cỗ này. Em hiểu không? Một khi mà mình làm nhiều đề tài, nhiều chủ đề khác nhau như này, xong rồi một từ khóa nào bắt đề xuất, xong rồi mình ví dụ như em có hai ba clip nó cùng lên nhé, cả chó cả dê cùng lên chẳng hạn nhé. Xong rồi em làm clip tiếp theo, em làm một clip tiếp theo về chó thì nó lên tiếp, còn một clip tiếp theo từ dê về dê thì nó lại không lên. Thì là em nghĩ là chắc là chó mới được, thì là từ đó rồi đi em cứ làm toàn chó thôi. Thì từ đó xong rồi càng ngày cái hướng đề xuất đấy càng ngày càng mạnh thêm lên, Đúng ạ. Vâng. đúng không? Nhưng mà cái việc Dạ. đấy nó cũng khá là ngẫu nhiên. Nhưng Vâng. mà cái clip thứ hai em làm chó thì lên, còn làm dê không lên thì nó cũng khá là ngẫu nhiên, trong khi mình cần phải chủ động hơn tí. Ví dụ như cái clip nếu mà mình thấy cái hướng đi theo hướng dê là vừa văn minh hơn lại vừa an toàn hơn, mình kiên trì cái clip thứ hai không được thì mình làm tiếp clip thứ ba, clip thứ tư, cho mình chọn thế à.
Mà quan trọng là nếu mà mình không chạy theo số lượng mà mình tập trung đánh vào chất lượng thì trước sau gì nó cũng lên. À, mình để dành Dạ. thời gian thay vì một ngày 4-5 clip thì 4 ngày 1-5 clip, 4-5 ngày 1 Dạ. clip. Em thì em nghĩ như này thì em thử nghĩ như này xem anh xem là có được không, bởi vì em thì em muốn thứ nhất là làm ít clip thôi, một một tuần em chỉ làm cùng lắm là 3 cái thôi, đấy là xong là em, tức là em làm từng những cái món ăn một của từng vùng ở trong tỉnh ấy, tức là ví dụ như ở huyện này có cái món này thì mình sẽ tìm hiểu, xong là mình quay chi tiết từ đầu đến cuối ấy, xong là đầu tư về cả hình ảnh rồi tất cả mọi thứ, tức là mình làm cho nó hoàn chỉnh một clip như vậy, chứ em không muốn đăng thịt chó nữa, từ lâu lắm em không muốn đăng nhưng mà người ta cứ yêu cầu nên là mình cũng chưa hiểu được thế nào cả, nên là ngày xưa giờ từ hồi em làm đến giờ em cũng không bao giờ em đăng cái ảnh gọi là giết mổ nhiều đâu, em biết cái đấy nó phản cảm nên là em cắt hết, không không em cũng không quay cái đấy lắm, mà chỉ là ví dụ như là thịt chó này thì ví dụ như là bắt đầu nấu nướng thôi, nấu nướng thì em quay một tí vậy thôi, chứ cái cảnh mà giết mổ em cũng không quay. Dạ Anh vâng. hiểu rồi, nhưng mà như thế này, bây giờ em đi theo cái hướng như thế, tức là em đi đến một vùng nào đó, đúng không? Dạ. Em quay hết tất cả các món ăn của vùng đấy. Ý em là như thế gì hay sao? Ý em là em ví dụ như là em sẽ giới thiệu, ví dụ như là ở huyện Kiến Sương thì có món gỏi cá chẳng hạn, thì hôm nay là một là mình sẽ làm gỏi cá, hai là mình sẽ đi đến cái chỗ mà quán gỏi cá nổi tiếng ấy, mình mua xong là mình review, mình giới thiệu cho mọi người, như thế ý em là thế. Còn nếu như mà mình không đi được thì mình sẽ tự làm ở nhà, mình tìm hiểu mà mình tự làm ở nhà xong rồi mình giới thiệu. Thì bây giờ cái này em vẫn đang làm nên có khác gì đâu. Nhưng mà em làm thì chỉ có vài món còn gì còn lại mà nó có nhiều món nữa, bởi vì thực ra em Bây giờ cũng em muốn muốn làm đi. thêm nhiều món nữa hả? Dạ rồi, ở Thái Bình nó có nhiều món mà, ở đây là những cái món ví dụ là lòng lợn tiết canh các thứ này nó cũng 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 có view anh ạ, em thấy cũng được, nhưng mà nó nhiều quá, mà ở quê thì anh bảo cái lương thực thực phẩm nó cũng không đa dạng như ở thành phố đâu, mình có muốn làm nhiều cái món nó cũng khó lắm, nên là đôi khi ở quê thì nó chỉ quay đi còn lại có mấy cái thứ này thôi, nhiều người họ cứ chê là sao ở quê quay đi còn lại chỉ có mấy cái món này nhưng mà thực ra ở quê thì nó cũng chỉ có đến như vậy thôi, chứ nó không đa dạng như ở thành phố được. Còn mấy cái lễ hội đồ này nọ thì sao? Đền chùa Vâng lễ em hội đồ. cũng làm, dạ ở chùa rồi lễ hội rồi chợ Tết các thứ em quay, tức là nói chung là tất cả những gì ở nông thôn cấy gặt các thứ em đều quay hết, chứ không chỉ là mỗi món ăn không anh ạ, nó không chỉ là mấy cái món ăn không đâu mà tất cả mọi thứ nữa kiểu như thế. Kéo lên trên đi. Dạ. Kéo lên trên đi xong rồi sắp xếp theo mới nhất xem nào. Hai lúa phá đàn vịt 4.000 con được bao nhiêu sắp rồi nhờ em nhỉ? Cái đấy có 3.100 đấy anh ạ, em đăng 3 ngày có 3.100, Không, kênh của em được bao nhiêu người đăng ký rồi? kênh của em thì được hơn 17.000 đấy anh ạ, Ngon quá. Đây, khán giả của mình chủ yếu là ai? khoảng từ 25 đến 55. À, tuổi thì quan trọng gì, anh hỏi người ta là ai, Có người ta là... nhiều người cũng ở nước ngoài anh ạ, những người mà bảo em quay thịt chó là chủ yếu ở nước ngoài. Mẹ mấy cái thằng Việt kiều vào studio đi xem nào. Thời gian xem 2 triệu giảm 30%, số lượt xem 559 ngàn giảm 22%, doanh thu giảm 20%. Sao giảm nhiều thế, tại giãn lịch đăng video à hay sao? Chắc là em đăng ít video đi anh ạ, bởi vì Muốn chuyển hướng. dạ vâng em muốn làm ít đi, em muốn làm ít đi mà em muốn làm cho nó chất lượng, chứ em không muốn làm cái kiểu như kiểu hôm anh bảo làm công nhân YouTube em vì em nó rất là bận 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 việc, em vừa đi làm xong rồi còn gia đình đôi khi nói nó lắm việc, xong là vợ chồng còn cãi nhau ấy, vì cái chuyện mà hay ôm máy tính hay ôm máy tính vợ chồng nó còn cãi nhau, mà con thì nó lắm xong là nó lại còn toàn lít nhít, nên là nó rất là lắm việc nó không tên. Khổ thân. Làm YouTube là để
có thêm thu nhập thụ động để thêm thời gian rảnh rỗi mà, chứ có phải là làm để cho bận thêm đâu. Dạ vâng. Làm như thế thì tính ra những cái công việc khác chia thời gian trung bình, lương lương trung bình còn thấp hơn các công việc khác. Dạ vâng. Đúng không? So với tổng thời gian mà mình bỏ ra. Em bấm vào cái số liệu phân tích anh xem nào. Số liệu phân tích đây ạ. Cái thứ hai nữa nhá, cái đề xuất này, cái chữ mà Thái Bình quê lúa đấy, tên kênh đấy, sao em lại để lên đầu video nhỉ? Anh muốn em để xuống đằng sau đúng rồi. Anh hỏi tại sao em lại để lên đầu? Tại đầu tiên em làm ấy, em muốn là thứ nhất là em muốn giới thiệu về cái kiểu là quê mình ấy, thì em muốn để nó lên trên đầu là để cho nó thành cái từ khóa, để nó nhận cái từ khóa về Thái Bình quê lúa này anh ạ. Nhưng bây giờ từ khóa thịt chó nó lại mạnh hơn rồi. Nó đâu có quan tâm đến chữ Thái Bình quê lúa nữa đâu. Dạ vâng. Em tưởng tượng như này nhá, em nhìn thấy cái tiêu đề của video của mình, ví dụ như hiển thị ở trên cái màn hình này là nó không hiển thị hết đúng không? Dạ vâng. Hiển thị được đến lão nông đi xây cái gì đấy đúng không? Thiếu thiếu, vâng. Nha. Bây giờ em muốn chuyển hướng cái kênh của mình sang đề tài khác ngoài thịt chó. Ví dụ em làm một video về món ếch đồng chẳng hạn. Bây giờ cái lưu lượng từ đề xuất là mình muốn né nó ra, tại vì nó cứ đề xuất vào thịt chó thôi. Mình muốn kiếm cái lưu lượng, phần lưu lượng khác, mà phần lưu lượng mà để cho người ta tìm thấy được mình, những người chưa biết tới kênh mình, những khán giả chưa biết ấy. Mình muốn tìm một cái lứa khán giả, một cái lớp khán giả khác ấy. Người ta muốn tìm hiểu về cái món ếch đồng chẳng hạn. Dạ em hiểu. Tìm dạ, kiếm dạ. Thông qua gọi là tìm kiếm ở trên YouTube hoặc là tìm kiếm trên Google. Ví dụ như trên cái màn hình điện thoại nó bé bằng tiếng này, lúc mà người ta tìm kiếm là ếch đồng chiên giòn chẳng hạn, nó sẽ hiện ra 10 cái kết quả tìm kiếm bên dưới. Thì ấy, nếu mà em viết như này ấy, thì trên cái màn hình hiện tại người ta chỉ đọc được là Thái Bình quê lúa, mất cái chữ ếch đồng, thì trong 10 kết quả tìm kiếm đấy, người ta sẽ không click vào cái video của em, tại vì không đúng với cái mục tiêu tìm kiếm của người ta. Nếu em muốn để cái từ khóa của kênh này vào trong video cũng được, anh thấy nhiều người vẫn đang để, anh thì chẳng để bao giờ. Thì em, anh nghĩ là em nên cho ra phía sau cùng của tiêu đề. Dạ, vâng. Còn cái từ khóa quan trọng nhất, cái từ khóa quan trọng nhất trong video đấy là ếch đồng, em phải đưa lên đầu tiên. Vâng. Có hai lý do. Lý do thứ nhất là trên nhiều màn hình ấy, đặc biệt là trên điện thoại ấy, nó chỉ hiển thị được một phần cái tiêu đề của em thôi. Nếu em muốn tăng tỷ lệ nhập vào, tăng số view vào video của em ấy, từ cái lưu lượng tìm kiếm ấy, dạ, những cái từ khóa đấy phải bắt buộc em phải làm sao, em phải ghi nhớ để làm sao để luôn luôn nó hiển thị được những từ khóa quan trọng nhất, đúng không? Đấy là điều mình luôn luôn phải suy nghĩ. Em phải suy nghĩ trong vòng khoảng cỡ 5 chữ thôi. Em hiểu không? Em hiểu. Là khán giả phải hiểu được video của mình nói về vấn đề gì. Đấy là vấn đề, đấy là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai nữa là thuật toán nó cũng sắp xếp như thế. Thuật toán nó hiểu điều đó cho nên nó sắp xếp, nó đề xuất, nó đánh giá mức độ quan trọng của từ khóa. Tại vì nó là máy mà, nó đâu có hiểu đâu. Nó sẽ đánh giá mức độ quan trọng của từ khóa từ phía trái sang phải, thì nó mới thấy từ ếch đồng này được xếp ở lên đầu tiên, thì nó mới hiển thị lên trên cao trên kết quả tìm kiếm. Rồi, em hiểu rồi. Đúng không? Anh nghe nói ở trên Hà Nội cái phố Nhật Tân bây giờ cũng giải tán hay sao? Nhật Tân ở cái phố đấy chỉ còn khoảng độ 5-7 quán nữa thôi anh ạ. Tại sao thế nhỉ? Em không rõ lắm, hình như là chuyển địa điểm hay là như thế nào đấy. Rồi nguồn, quay lại nguồn lưu lượng truy cập xem nào. Cái việc mà thuật toán nó đề xuất cái thịt chó của em, nó lúc đầu ấy nó khá là ngẫu nhiên, xong rồi em cứ đâm theo cái hướng đấy thì càng ngày nó càng mạnh thêm thôi. Bây giờ mình không muốn đi theo hướng đấy nữa, thôi mình cứ giãn dần ra thôi. Cái cách mà muốn thay đổi chủ đề ấy là người ta sẽ dùng cái cách là 80-20. Dạ. 80-20 tức là ví dụ như 80% là chủ đề cũ, xong bắt đầu mình chen 20% chủ đề mới vào. Chứ đừng có, dạ, đừng có ví dụ như em thử nghiệm em làm một leo 10 video mà không có liên quan gì đến thịt chó cả, thì đương nhiên là view nó rớt. Mà view nó rớt chỉ cần khoảng cỡ 3-4 video cùng lúc view đổ dốc là kênh nó xuống. Dạ vâng. Giống như thả diều ấy, giống như em đi thả diều ấy, nướng theo gió cho nó lên, thấy nó mạnh mạnh lên thì mình thả thêm dây, còn không thì mình dạ, phải cuốn bớt dây lại kiểu thế. Vâng. Đúng không? Một vài tuần thấy ổn ổn rồi, được khoảng 4-5 clip như thế thấy ổn ổn rồi, thì mình thấy vì 80-20 mình đổi thành 70-30, 60-40, cứ giảm dần giảm dần giảm dần.
Cái việc này đối với em nó rất là lớn. Cái kênh này của em là nó mới vượt qua được cái giai đoạn định hình, cái giai đoạn đầu tiên, qua cái giai đoạn sơ cấp đầu tiên. Nhưng mà những cái kênh lớn 1 triệu sub ấy, thì đều vượt qua cái giai đoạn như này của em cả. Đặc biệt là nếu mà em để ý ấy, những kênh về game ấy, như ở Việt Nam hay có bạn gì nhỉ, Pew Pew với bạn Chris Devil Gamer ấy, là em sẽ nhìn thấy cái điều đấy rất là rõ. Những người đấy là những người thành danh từ game. Dạ. Một game đúng không? Thì cái giai đoạn đầu ấy, cái giai đoạn đầu từ lúc người ta lên được khoảng cỡ 10 mấy ngàn sub, 20 ngàn sub này của em ấy, toàn bộ đều là làm game hết, đúng không? Anh nói đúng không? Nếu mà giả sử như bạn đó mà chuyển qua làm một đề tài khác, ví dụ như thịt chó chẳng hạn, thì chả ai xem, chắc một cái chỉ vài trăm view. Nhưng mà tại cái thời điểm đó, người ta có dám chấp nhận để bỏ view để đi theo cái hướng mà thứ nhất là nó tự do thoải mái hơn, nó là chính mình hơn không? Và nó tiếp cận với một cái đối tượng khán giả rộng hơn, mới được 1 triệu sắp chứ. Thì người ta, nói chung là những người đấy, người ta, những cái bạn đấy thực ra không nghĩ được tiền nhiều, không có quan tâm lắm đến view, mà người ta chỉ luôn luôn làm những điều mình yêu thích thôi. Còn như mình đây là mình hoàn toàn gọi là mình suy nghĩ đấy, bây giờ đặt ra trước mặt như thế. Vấn đề thứ nhất là cái việc làm YouTube mà cứ một ngày 4-5 video nó rất là vất vả, mà cái số tiền thu về nó không xứng đáng. Thứ hai ấy, là cái đề tài này là cái đề tài mà mình thấy là không có thể lâu dài được. Năm nay có thể ok, năm sau nó không ok nữa. Vấn đề thứ ba ấy, là những cái đề tài nó càng theo kiểu như thế này ấy, mặc dù nó có thể có nhiều view hơn, nhưng mà giá quảng cáo nó sẽ thấp hơn. Mình không phải chỉ nhìn từ phía nhà sản xuất nội dung, mình nhìn như thế là một chiều, mà nếu mà mình muốn tăng tiền của mình ấy, mình phải nhìn hai chiều. Mình phải nhìn từ chiều của nhà quảng cáo. Em cũng biết là cái đội mà nó làm quảng cáo ấy, nó cực kỳ thông minh, nó target cực kỳ chính xác khán giả của nó. Ví dụ như em cứ làm thịt chó như này, em cứ làm những nội dung như này bình thường ấy, thì quảng cáo của Google nó sẽ hiện một cách ngẫu nhiên ở trên video của em, gọi là thông qua người ta mua Google Ads rồi người ta rải quảng cáo một cách ngẫu nhiên ấy, nó target không chính xác. Nhưng mà ngược lại cái bọn làm agency quảng cáo ấy, ví dụ nó có một cục này tiền, thay vì nó rải quảng cáo ngẫu nhiên ở trên tất cả các video ấy, những thằng nào mà làm quảng cáo giỏi nhất thì nó phải chi tiêu cái đồng tiền đấy một cách hiệu quả nhất để có thể biến được thành khách hàng để mua cái hàng của nó. Em hiểu không? Muốn quảng cáo hiệu quả nhất thì nó phải target thật chính xác. Thay vì target trên những nội dung mà rẻ tiền hơn thì nó sẽ target vào những nội dung có giá trị cao hơn. Em hiểu không? Giống như chẳng hạn như anh nói em làm về thịt chó như này bình thường thì khán giả nó rất là bình dân, rất bình thường, nó là quảng đại quần chúng, em hiểu không? Nhưng mà nếu mà em làm về tài chính giống như anh nói từ đầu chẳng hạn, thì những cái thằng nó quảng cáo về bảo hiểm nhân thọ này, mua bán nhà đất này, nó đâu có đi target vào cái quảng cáo của em, đúng không? Mà nó target vào những cái nội dung liên quan đến tài chính của nó, đúng không? Mặc dù em nhìn thấy video của người ta rất ít view, nhưng mà người ta vẫn sống khỏe. Một tuần người ta chỉ cần làm một clip thôi, giá quảng cáo của em trung bình được khoảng bao nhiêu? Em tính ra thì cứ khoảng độ 4.000 lượt xem ấy anh ạ, thì được $1 anh ạ. Vậy là 1.000 lượt xem được 25 cent. Vâng. Cái mức đấy, 30... cái mức đấy gọi là cái mức ở phía dưới của giá bảng giá quảng cáo của Việt Nam đấy. Mà những cái nội dung bình thường bây giờ bọn nó làm được khoảng trên $1 cho 1.000 view, tức là 4.000 view phải được trên, phải được $4-5 cơ. Dạ vâng. Đấy là điều mình phải suy nghĩ, thay vì mình người ta gấp tận 4-5 lần mình, thay vì mình phải ngồi đi làm 4-5 video thì mình người ta chỉ làm một thôi, nhưng mà tiền bằng nhau. Còn các nhãn hàng bây giờ đương nhiên người ta không target vào những cái gọi là thịt chó thịt mèo nữa rồi, tại vì những cái thịt chó thịt mèo đấy thì anh nghĩ chắc hiện tại ở Việt Nam những cái tầng lớp tiên tiến á, người ta không tham gia vào những cái món ăn như thế nữa. Nhất với lại thứ hai nữa ấy, anh nghĩ điều này em cũng có thể hiểu được, mặc dù em ở nông thôn thôi nhưng mà em vẫn cũng có thể hiểu được. Tức là như này, ngoài cái vấn đề về từ khóa, vấn đề về chủ đề để bọn nó target nữa ấy, cái cách target thứ hai của đội đi làm quảng cáo nữa là target theo thu nhập của khán giả, em hiểu không? Mà thường ấy, những người mà tư tưởng người ta tiên tiến ấy, tiến bộ ấy, người ta đi theo những cái xu hướng tiến bộ của nhân loại ấy, thì thường những người đó là những người mà thu nhập cao hơn, những người mà cái bọn quảng cáo nó theo đuổi.
đúng không? Người ta cứ nhiều các thầy các kiểu nói là em phải làm nội dung tốt hơn, phải làm cái loại ấy để cho nó nhiều tiền hơn, nhưng mà anh giải thích kỹ cụ thể cho em là tại sao nó lại được nhiều tiền hơn. Tại vì cái sự vận hành của luồng tiền là như thế, cái thằng cầm tiền trong tay ấy, nó ngắm ở chỗ nào để nó đặt tiền nó vào. Cho nên là dũng cảm lên tí. Bây giờ anh không cần nói đâu xa, em cứ nhìn những cái kênh làm game mà bây giờ trở thành cái ngôi sao đại chúng rồi. Người ta dũng cảm, người ta bước qua cái gọi là cái giới hạn của cái cái từ khóa của người ta thôi, đúng không? Em hiểu rồi. Thực ra trong suy nghĩ của em cũng không muốn quay về thịt chó nhiều mà. Thực ra em cũng không muốn quay nhiều. Tức là nó chỉ là một cái món gọi là dân dã ở quê, thì thỉnh thoảng ví dụ là một tháng một hai lần thôi, thì em cũng không muốn làm nhiều về cái. Anh hiểu có hai cách. Cách thứ nhất là giống như anh nói là em giãn nhân dân, em đừng có một loạt, em bảo thôi hôm nay tôi ngừng, tôi không làm thịt chó nữa, xong rồi em ngừng luôn một phát, thì em đăng mấy kia thì kênh của em nó lao dốc, có kéo lại. Thì đó, cái đợt mà em dừng ấy, cái đợt em dừng là anh bảo sao, tại sao nó tụt ấy. Thì cái đấy là không nên, mà mình cứ nhân dân giống như anh nói ấy, đầu tiên 80-20, sau rồi 70-30, trong một thời gian 60-40 ấy dần lên. Đấy là cái thứ nhất. Mà đương nhiên em thấy đấy, người ta đã làm rồi chứ không phải không làm. Ví dụ như sau khi mà em lớn lên đến khoảng 100.000 sub ấy, em sẽ thấy là trong kênh của em lúc nào cũng có nhiều hướng đề xuất khác nhau chứ không phải một như này. Dạ vâng. Em hiểu ý anh nói không? Để em lựa chọn, em được quyền lựa chọn chứ không phải là mình phải mạnh dạn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là em làm một kênh mới.